Đây là cái tủ và cái nha. Rồi đà, mình kiểm tra nhất là lấy mấy cái vòi ra luôn đi, lấy hết tất cả ra đi. Em lấy tất cả ra, lấy cái chổi mình có cái chổi quét đúng không? Lấy cái đó ra hết. Lấy gọn ra chừng xúc ra hồi có làm. Đem ra ngoài hết. Ừ. Rồi. Lấy ra ngoài hết. Chơi. Giờ ra lên ra, giờ ra đó lên. Rồi bây giờ kinh khủng không? Rồi, đây, lấy ra đây. Lấy hết. Rồi. Lấy cái lăng ra luôn, con lăng ra luôn. Rồi, đây là con lăng, rồi lấy ra luôn đi. Rồi, sau đó đem hai cái bình chữa cháy đem ra luôn. Đem hai bình chữa cháy ra. Rồi. Rồi. Lấy cái chổi quét. Chổi quét sạch sẽ trong ra hết. Giờ kinh khủng. Đông chị đâu còn đóng, quét ra mình vũ mấy cái ống đầu tiên, mấy cái ống vũ cho nó sạch sẽ đi, quét sạch sẽ mấy cái ống. Ống nào sạch thì để vô, còn ống cũ để trong nè, cái ống mới để ngoài. Ống cũ lấy cái chổi á, lấy cái chổi quét cái ống cũ. Đúng rồi. Quét sạch sẽ mà. Bụi bám quá trời luôn. Còn nếu mà nó dơ quá thì sắp ra vẫn lại biết nhắc vô đi, nhắc tới vô đi. Coi hai đầu dở, hai đầu lên coi coi còn ngon, còn ngon không? Còn ngon là đủ không? Đâu dở lại coi, dở còn ngon là đủ không? À, còn ngon là đủ rồi. Rồi, quấn gọn lại đem vô trong máy. Rồi. Rồi, tới này như vậy. Rồi kiểm tra coi hai gòn. Hai gòn coi còn đó không. Rồi ok, đem vô, đem lên. Rồi, sắp gọn trong rồi chưa? Rồi. Cái này là con lăng nè, vâng, con lăng. Ừ đúng rồi, con lăng cũng làm vậy. Coi gòn coi, gòn còn không? Rồi ok. Rồi, tới bình chữa cháy. Đây là bình bột. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là mình chùi đi, chùi sạch sẽ đi. Chùi sạch sẽ. Rồi, kiểm tra cái dây nhợ có hư gì không? Tháo ra coi dây, lo. Dây nhợ không có hư thôi. Rồi, kiểm tra tiếp theo là kiểm tra cái chốt. Cái chốt đâu? Rồi, cái chốt còn nguyên không? Đó đây. Rồi cái chốt còn nguyên. Rồi tiếp theo là cái đồng hồ. Đồng hồ. Rồi đồng hồ chỉ nhiều gạch màu xanh là ok. Rồi tiếp theo nữa là mình cầm bình lên mình sốc. Làm xong sốc nó đi. Sốc 5 đến 6 lần. Rồi. Rồi sạch sẽ rồi. Ghi số chưa? Rồi, ghi rồi, ok. Rồi, đến bình CO2. Cũng lau chùi, đầu tiên là lau chùi sạch sẽ.
Rồi dây nhợ coi ok không? Rồi chốt. Kiểm tra chốt. Đúng rồi. Niêm đó hình như niêm không đúng niêm của nó. Rồi cái này kiểm tra bằng cách mình căng ha, lấy căng ra. Căng này căng mấy ký? 5 ký hả? 50 ký. 50 ký ha, rồi. Dỡ lên căng đi. Có bao nhiêu ký? Được bao nhiêu ký? Dỡ cái này lên để dỡ cộng cộng lên luôn chứ. Làm sao cho để căng cho nguyên khối lượng của nó chứ. Đâu có khối lượng nó bao nhiêu? 6 cái máy ô, 16 cái máy đạt. Rồi. Đem vô trong hồn đi. Rồi được rồi, được rồi. Thấy rồi, 16 cái 3, được rồi. 16 cái 3. Cái bình này là bình CO2 5 kg. Cái vỏ nó thường là 11 kg. 11 kg mấy tùy theo cái lượng bơm thì nó nằm khoảng 10 15 16 kg là 15 16 kg là đạt. Rồi. Tiếp theo đó là cái vòi nước. Cái vòi nước quét ở ngoài dơ cũng chết kìa. Quét sơ sơ mấy ngoài trường ướt. Ừ đúng, chính xác rồi, xong mình xả thử coi nó còn hoạt động không. Ra ra ấy. Trời ơi, nó dơ không? Cái này biết bao lâu rồi không làm nè. Này là lâu lắm rồi không làm hay sao đó. Rồi. Rồi, tắt đi. Rồi. Vậy các cái tư tưởng khác làm mới gan vậy nha. Còn cái chỗ nào mà có hức ăn này kia không được xả nha, xả ướt nhẹp. Rồi vậy thôi.